Nhận định bóng đá Liverpool với Napoli, 23 giờ ngày 28 tháng 7, cập nhật link xem trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất. Liverpool đang phải nhận liên tiếp những kết quả không như ý trong chuyến du đấu trên đất Mỹ. Về phía Napoli, đội hình của họ không có nhiều xáo trộn như Zerkop, đại diện Italia, đủ sức khiến Liverpool phải nhận thêm một trận đấu thất vọng khác trên đất Mỹ. Liverpool đã khởi đầu đợt tập huấn mùa hè bằng những kết quả khá tích cực, bằng chứng là họ nghiền nát Tranmere Rovers với tỷ số 6-0. Sau đó, họ cũng đánh bại Bradford City với tỷ số 3-1. Với hai trận khởi động toàn thắng, Zerkop đầy tự tin lên đường sang Mỹ bắt đầu chuyến du đấu. Tuy nhiên, đây lại là nơi mà thầy trò Jurgen Klopp liên tục nhận những thất bại khi phải gặp các đối thủ cứng cựa. Họ đã thua Dortmund 2-3 ở trận đầu tiên trên đất Mỹ. Tiếp theo đó là thất bại 1-2 trước Sevilla và mới nhất là trận hòa 2-2 dù đối thủ chỉ là Sporting Lisbon. Sự mệt mỏi bởi thiếu hụt lực lượng đang thể hiện rõ ở nhà đương kim vô địch Champions League. Chỉ có 14 cầu thủ tham dự tour du đấu hè này của Liverpool là thuộc biên chế đội 1. Còn lại, huấn luyện viên Klopp phải sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ, những trụ cột như Sadio Mane, Mohamed Salah, Alisson, Roberto Firmino vẫn chưa trở lại sau khi làm nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia. Điều này tạo ra khoảng trống cực lớn trên hàng công Zerkop. Các tài năng trẻ như Harry Wilson, Ryan Brewster đã rất cố gắng để lấp khoảng trống của đàn anh, nhưng rõ ràng độ vinh về trình độ là rất lớn. Việc thiếu quân của Klopp càng trầm trọng hơn khi nhiều trụ cột của ông lại dính chấn thương. Xã hội Adan Shaqiri và Naby Keita chấn thương ngay từ đầu chuyến du đấu mùa hè. Họ đã trở lại tập luyện nhưng chưa đủ thể lực để ra sân ngay đêm nay. Nathaniel Clint thì chấn thương nặng và đã được gửi trở lại Anh để điều trị. Jasser Larossi, Alex Oxlade-Chamberlain cũng nhiều khả năng sẽ tiếp tục vắng mặt trong cuộc đối đầu với Napoli. Tất cả càng khiến Klopp thêm đau đầu về lực lượng. Đội hình ra sân của Liverpool có thể vẫn sẽ có những cái tên đình đám như Van Dijk, Alexander-Arnold, Jordan Henderson. Tuy nhiên, đó là những cầu thủ đã mệt mỏi và Klopp sẽ không có nhiều phương án dự phòng. Trong hoàn cảnh đó, đây sẽ tiếp tục là trận đấu khó khăn nữa cho Zerkop. Về phía Napoli, họ thực ra cũng đang không chơi tốt ở loạt trận giao hữu mùa hè. Bằng chứng là thầy trò Carlo Ancelotti đã thua Benevento 1-2 và mới nhất là để đối thủ yếu Cremonese cầm hòa 3-3. Ngoài ra, cũng cần biết là các đội bóng Italia vốn thực dụng và ít khi đặt nặng thắng thua ở những trận giao hữu. Tuy nhiên, Napoli lại có lợi thế so với Liverpool về mặt lực lượng. Ngoại trừ những cầu thủ như Alan, Adam Aulas, David Ospina và Kalidou Koulibaly vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, Ancelotti sẽ có trong tay đội hình nguyên lý nhất. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của đầy đủ bộ ba tấn công Lorenzo Insigne, Arkadiusz Milik và Dries Mertens. Ở hàng tiền vệ cũng có những cái tên quen thuộc như Piotr Zielinski và Joe Scalzone. Ngoài ra, cũng nhớ rằng, mùa giải trước, Napoli đã chơi rất hay trước Liverpool khi hai đội bóng này nằm cùng bảng Champions League. Họ đánh bại Zerkop với tỷ số 1-0 trên sân nhà. Còn tại Anfield, nếu không có sự xuất sắc của Alisson, đội bóng Anh cũng không thể hạ gục được đại diện Italia. Napoli đủ sức khiến Liverpool nhận một kết quả buồn nữa trên đất Mỹ.